Chào các bác nhé, hôm nay là ngày mùng 8 buổi sáng sớm, ngày mùng 8 tháng 11 năm 2020. Thì bắt đầu thời tiết nó cũng buổi sáng ra hơi se lạnh chút. Vậy buổi sáng hôm nay thì mấy ngày vừa qua em cũng không ra được video. Đây, buổi sáng này em tiếp tục giới thiệu cho tất cả các bác anh chị về một chiếc máy giặt của dòng Toshiba. Đấy, con này có mã hiệu là con Toshiba Z9200 các bác nhé. Đấy, con này màn hình LCD này, tất cả công nghệ luôn, có giặt diệt khuẩn Picoion và có Eco. Đây là trong những cái mẫu máy giặt mà rất nhiều người quan tâm. Đấy, thì thời tiết thì cũng đã se lạnh rồi, những cái nhu cầu về cũng bắt đầu ra đến mùa máy giặt. Nếu bác nào có nhu cầu về máy giặt thì liên hệ với em. Thì vậy buổi sáng con này thì em giới thiệu cho các bác là con này giặt 9C6. Đấy, em cũng bán rất nhiều cái con dòng như này rồi, nhưng tuy nhiên thì em cũng phải đăng lại cho cô bác chị nào có thể là chưa xem qua về biết về cái dòng máy giặt này, thì em sẽ nói về những cái cơ bản chi tiết để cô bác chị nào có nhu cầu sử dụng về những cái dòng máy giặt Nhật nội địa đã có sấy thì hãy liên hệ. Con này giặt 9C6 và sấy bằng điều hòa, chạy bằng ngâm từ trực tiếp các bác nha. Đây là những trong những cái máy giặt mà rất nhiều người ưa chuộng rồi. Đây màn hình LCD. Buổi sáng ấy ra thì cái hướng nhà em đây là cái hướng mặt trời mọc, cho nên là nó hơi bị nhòe một chút. Đấy. Trông rất là đẹp luôn. Cái mẫu form này nó hơi như form và những cái thành phông thành sắc cạnh, và thêm một cái nữa là nó rất là dày dặn về cái mẫu thiết kế cũng như là cái vật liệu. Đấy, em sẽ quay chi tiết cho cô bác chị nào có nhu cầu con Z9200 không nha. Đấy, con này em vệ sinh sạch sẽ, đã chạy test ngon lành rồi. Đấy, giặt xong sấy khô cái mang ra chúng ta có thể mặc luôn được. Đấy, vậy cho nên thì cô bác chị nào có nhu cầu về con này thì liên hệ với em. Thì bởi vì là máy giặt hôm trước thì em cũng về được gần chục con nữa, thì vì lý do công việc thì em chưa vệ sinh và cũng chưa đăng lên được. Đấy, thì ngày hôm qua thì em vệ sinh này con này. Đấy, vệ sinh xong thì test rồi. Đấy, cho nên là bác nào có nhu cầu thì em vẫn còn rất là nhiều. Đấy, bác nào có nhu cầu về con máy giặt Z9200 này thì hãy liên hệ với em. Đấy, vâng, xin chào các bác.